chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Cải cách hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại vì nhân dân phục vụ. Các cơ quan đơn vị trong tỉnh không ngừng đổi mới lề lối làm việc, rút ngắn thời gian giải quyết, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Tuy nhiên, vẫn có những địa phương công tác cải cách thủ tục hành chính diễn ra còn chậm, hiệu quả đạt được chưa cao. Ghi nhận tại huyện Phù Cừ là địa phương gặp nhiều khó khăn trong quá trình cải cách thủ tục hành chính, chỉ số hài lòng của người dân nhiều năm liền còn ở mức thấp. Xã Quang Hưng là địa phương xây dựng bộ phận một cửa sớm của huyện Phù Cừ. Xã được trang bị 5 máy tính hiện đại, cài phần mềm một cửa điện tử liên thông để phục vụ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên đến nay, 3 trên 5 máy đã bị hư hỏng, không thể sử dụng. Những máy còn lại hoạt động chậm, đây cũng là một trong những khó khăn khiến cho việc giải quyết các thủ tục phục vụ nhân dân chậm. Máy tính để mua sắm tập trung, thế nhưng mà qua một vài năm thì chất lượng nó kém. Hiện nay là xuống cấp rất là nhiều, thì cái tốc độ là nó rất là chậm. Nhiều khi là nó hay bị đơ rồi tắc nghẽn, khi người dân đến làm thủ tục rồi thì phải chờ đợi. Đặc biệt là thái độ tiếp xúc với dân cộng với trình độ xử lý thủ tục của cán bộ, bộ phận một cửa của xã Quang Hưng có nhiều hạn chế, khiến người dân còn chưa hài lòng. Tình trạng phải đi lại nhiều lần để thực hiện một thủ tục còn diễn ra phổ biến. Tôi ra làm thủ tục hành chính ở xã thì tôi thấy cũng có nhiều người thì rất nhiệt tình, tiếp đón dân tử tế. Nhưng mà cũng có nhiều người thì hống hách, có khi là nói nọ nói kia, cũng không được hài lòng lắm. Là mình đến để mình làm những cái vấn đề gì ấy, nó vẫn còn rườm rà lắm. Là tiếp dân thì nói chung là không nhiệt tình lắm, không giải thích cho dân. Thị trấn Trần Cao được đánh giá là địa phương có bộ phận một cửa hiện đại nhất trên địa bàn huyện Phù Cừ. Tất cả các vị trí đều được trang bị máy tính hiện đại để lưu trữ dữ liệu và giải quyết các thủ tục hành chính. Thị trấn cũng đã xây dựng cổng thông tin điện tử để phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, không hề phát sinh dịch vụ công trực tuyến nào. Người dân khi muốn thực hiện các thủ tục dù nhỏ đều phải đến bộ phận một cửa để giải quyết trực tiếp. Bình thường có việc gì tôi thường đến trực tiếp bộ phận một cửa của xã, chứ chưa hề biết gì đến dịch vụ công trực tuyến. Nếu mà có dịch vụ công trực tuyến, người dân chúng tôi thấy rất là thuận tiện, bởi vì mùa dịch Covid này đi lại thì rất là bất tiện và không an toàn. Tuy nhiên là cũng chưa có ai hướng dẫn đến người dân cái dịch vụ này. Thực tế cho thấy, gần như tất cả các xã trên địa bàn huyện Phù Cừ, người dân chưa thể tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến. Mặc dù đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, dễ bị lây lan, người dân có nhu cầu cao trong việc giải quyết các thủ tục trực tuyến tại nhà. Mặt khác, cả 14 trên 14 xã thị trấn đều chưa có phòng một cửa đảm bảo diện tích 40m² theo quy định. Nhiều nơi cơ sở vật chất đón tiếp người dân như ghế ngồi, quạt mát chưa được quan tâm thỏa đáng. Tại bộ phận một cửa của huyện, công tác đón tiếp công dân đã được cải thiện đáng kể trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, việc giải quyết các dịch vụ công trực tuyến vẫn rất hạn chế. Từ đầu năm đến nay, bộ phận một cửa của huyện giải quyết gần 2.000 thủ tục, trong đó chỉ có 18 hồ sơ được giải quyết theo hình thức trực tuyến cấp độ 3, 4. Chúng tôi rất trăn trở để tìm nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng của các cái thủ tục hành chính. Ban Thường vụ huyện ủy đã ra nghị quyết chuyên đề về việc đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao cái chỉ số hài lòng của người dân. Ủy ban dân huyện cũng đã ban hành hàng loạt các cái kế hoạch khắc phục các cái tình trạng mà ở bộ phận một cửa gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, tăng cường cái chất lượng đội ngũ cán bộ thực hiện điều động, luân chuyển theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, các cái chức danh nhạy cảm, hiện đại hóa cái nền hành chính, làm sao người dân đến có thể làm việc với cơ quan nhà nước một cách thuận lợi nhất, nhanh nhất để được tiếp nhận kết quả coi như là chính xác nhất. Mục đích cuối cùng của cải cách thủ tục hành chính là nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với chính quyền. Mong rằng trong thời gian tới, huyện Phù Cừ sẽ quyết liệt đổi mới lề lối làm việc, cắt giảm các thủ tục, đặc biệt là đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin vào giải quyết các vụ việc, từ đó nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Cải cách hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.